Với chủ đề kết nối di sản, phát triển du lịch, tối ngày 24 tháng 3 tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã diễn ra khai mạc lễ hội du lịch Hà Nội năm 2023. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, lễ hội du lịch Hà Nội năm 2023 được tổ chức với nhiều điểm mới, ấn tượng, quảng bá điểm đến du lịch, giới thiệu nhiều điểm đến du lịch hấp dẫn tại Hà Nội. Đây cũng là dịp đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tôn vinh và kết nối các di sản, phát triển các sản phẩm du lịch hướng tới du khách, thông qua đó thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với thủ đô Hà Nội và các địa phương liên kết. Chủ đề kết nối di sản, phát triển du lịch năm nay không chỉ là một thông điệp mà còn là một nhiệm vụ lớn, đòi hỏi sự nỗ lực của cả ngành du lịch và các lĩnh vực khác trong xã hội. Chúng ta cần kết nối di sản văn hóa, lịch sử và thiên nhiên của Hà Nội để phát huy tiềm năng du lịch, đồng thời tạo ra những trải nghiệm độc đáo, phong phú cho du khách. Tại lễ hội, thành phố Hà Nội huy động các doanh nghiệp đưa ra các sản phẩm kích cầu du lịch khuyến mại để du khách có cơ hội được sử dụng dịch vụ với giá hấp dẫn nhất. Từ đó, quy tụ 150 gian hàng của gần 100 doanh nghiệp đến từ thành phố Hà Nội và 14 tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Ngày hôm nay mình đến với lễ hội du lịch Hà Nội, mình thấy không khí ở đây rất sôi động và náo nhiệt, không gian rất là mới lạ đặc sắc. Cùng với nhiều hoạt động trải nghiệm tour du lịch văn hóa, các hoạt động trình duyệt quy mô, người dân thủ đô và du khách tham dự lễ hội sẽ có những trải nghiệm thú vị, ý nghĩa với chương trình lễ hội du lịch Hà Nội. Lễ hội sẽ kéo dài trong 4 ngày và kết thúc vào tối 26 tháng 3.